Con nó hạ sốt rồi. Em đừng có lo. Nó ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ khỏe thôi mà. Tại sao chúng ta không bỏ đi? Hay là anh, em và cả con chúng ta rời bỏ chỗ này đi? Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về. Em không tài nào ngủ được. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám em mãi. Nhưng em căm thù con đàn bà đó và cả đứa con rơi của nó. Mỗi khi nghĩ tới, em cảm thấy khó thở vô cùng. Khuê à, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu bây giờ rời khỏi, liệu trong lòng em có thanh thản hơn không? Em có chắc là em có thể buông bỏ những tham vọng của mình để sống một cuộc sống khác được không? Hay là em vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra trong căn nhà này, vẫn bị lòng thù hận và ghen ghét chi phối? Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em chỉ muốn chết mà thôi. Em phải mạnh mẽ lên và bảo nó là con của em. Em phải là chỗ dựa vững chắc cho con. Nếu như em yếu đuối như vậy thì sau này tương lai của con sẽ thế nào? Nghe anh nói nè, anh và em đã tới bước này, không thể nào quay trở lại được đâu. Nhưng mà em yên tâm, lúc nào anh cũng đứng phía sau em để hỗ trợ cho em. Vì em và con, anh có thể làm được tất cả. Em phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã, không được yếu đuối, nghe không? Gia bảo nó là con của em. Em phải là chỗ dựa vững chắc cho con. Nếu như em yếu đuối như vậy thì sau này tương lai của con sẽ thế nào? Nghe anh nói nè, anh và em đã tới bước này, không thể nào quay trở lại được đâu. Nhưng mà em yên tâm, lúc nào anh cũng đứng phía sau em để hỗ trợ cho em. Vì em và con, anh có thể làm được tất cả. Làm gì ở đây vậy? Sao không ở trong phòng học bài? Dạ, tại vì trong phòng ngợp ngạt quá nên cô ra đây cho nó mát. Ủa mà má ra đây làm cái gì vậy? Tại vì hôm nay trời oi quá cho nên má ra đây cho thoải mái chút xíu thôi. Giờ má vô nhà đi. Má. Sao
gì đó con? Dạ không có gì, con cũng muốn vô nhà. Ừ. Với số tiền này, anh có thể mở một tiệm tạp hóa hoặc là kinh doanh cái gì đó. Mẹ đời, không có ai cho ai không cái gì hết. Ông đưa tiền cho tôi như vậy, ông muốn cái gì? Ông nói thẳng mẹ nó luôn đi. Hả? Tôi muốn anh xử lý cho tôi một người phụ nữ. Có gì không? Con không thấy cô đang lu bu buôn bán hả? Con muốn gọi điện thoại. Bà chủ ơi, tính tiền. Chờ cô một chút. Rồi, tới liền. Tính tiền đi con. Con muốn gọi điện thoại. Đưa đây. Vậy con gọi nha cô. Con không được tùy tiện bấm số. Đưa số đây, cô gọi cho con. Cô Vân. Hả? Má con đâu rồi? Má con đi mua sắm với mấy người bạn rồi. Chiều tối mới về lận. Con có cần gì không? Dạ, dạ không, không có gì. Alo. Dạ phải rồi. Gặp Nguyễn hả? Dạ chờ một chút. Nguyễn ơi, có người gặp nè con. Dạ. Cảm ơn cô Vân. Alo, mẹ hả? Không phải, Lan Anh nè. Lan Anh hả? Mình không nghĩ là Lan Anh gọi điện cho mình luôn á. Sao rồi? Lan Anh có khỏe không? Mẹ bạn đang gặp nguy hiểm đó. Bạn về liền đi. Hả? Mẹ mình bị làm sao? Mình không biết, nhưng mà mình nghe ba mình với. Hả? Bạn còn đó không Lan Anh? Nguyễn có nghe mình không? Con đang gọi mà cô. Hết giờ rồi. Bấy nhiêu tiền á thì chỉ nói được nhiêu đó thôi. Nhưng mà con đang gọi mà. Con muốn nói nữa thì con thêm tiền cho cô. Ủa Nguyễn, có chuyện gì vậy con? Dạ,
Con cũng không biết nữa. Hình như mẹ con bị bệnh hay sao á. Chắc là bệnh nặng cho nên người ta mới gọi báo đó. Khổ quá. Ai báo cho con biết? Dạ, là Lan Anh báo cho con biết. Lan Anh là ai? À, có phải là con của cái người đàn ông đã từng đánh con phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Lan Anh không có giống ba của bạn ấy. Lan Anh rất là tốt bụng. Lan Anh đã gọi điện báo tin cho con biết như vậy, chắc chắn là mẹ con có chuyện rồi. Chú cho con về nhà nha chú. Con không cần phải về nhà. Chuyện không có gì nghiêm trọng đâu. Sau 49 ngày của bà, ba sẽ về đó một chuyến. Nhưng mà mẹ con chắc chắn có chuyện rồi. Con lo cho mẹ lắm. Con không cần phải lo. Cứ để chuyện này cho ba giải quyết. Nhưng mà không nói nhiều nữa. Ba đã nói là chuyện này để cho ba giải quyết. Còn chuyện của con bây giờ là đi về phòng học bài đi. À, ba định là sau 49 ngày của bà, ba sẽ làm khai sinh lại cho con. Sao con phải làm khai sinh lại? Từ nay về sau, con chính thức là con của ba. Con không cần phải sống như trước kia nữa. Con không hiểu. Làm lại khai sinh, con vẫn là Phạm Hữu Nguyện mà. Đâu có khác gì đâu. Không. Sau khi làm lại khai sinh, ba sẽ nhập hộ khẩu cho con luôn. Từ nay, con sẽ là con trai trưởng của Trần Thành Đạt này, là cháu đích tôn của nhà họ Trần. Lúc đó ba cũng sẽ đổi tên cho con luôn. Đổi tên? Phải. Tên của con sẽ là Trần Trí Thành. Con hãy quên cái tên Phạm Hữu Nguyện đó đi. Quên hết những tháng năm sống cực khổ ở khu nhà trọ đó đi. Và tốt nhất, quên má con luôn đi. Sao được chú? Không phải là chú, mà ba là ba của con. Từ giờ trở đi, con phải gọi là ba. Hiểu chưa? Cô Dung ơi! Cô Dung ơi! Cô Dung! Cô Dung! Ra chị nói cái này nè. Dạ, chị Tư kêu em hả? Cô có bị làm sao không vậy? Cô có thấy không khỏe hay là khó chịu gì không cô? Dạ, dạ, em đâu có bị sao đâu. Sao chị hỏi em vậy? Thiệt không sao chứ. Hay là cô có bệnh mà cô giấu hả? À, dạ không, em đâu có bệnh hoạn gì đâu à. Mà sao chị hỏi em vậy? Ông tổng giám đốc á, công ty bánh kẹo Thành Phát vừa mới gọi điện về cho cô đó. Nhưng mà ông gọi điện có chuyện gì vậy? Ổng không nói rõ lắm đâu. Nhưng mà hình như có ai báo với ổng á là cô bị bệnh nên ổng gọi hỏi thăm. Em bệnh? Bởi vậy tôi chạy qua coi cô có sao không. Tôi thấy ổng cũng lo cho cô lắm đó. Trời, đâu có, em đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sao ai lại báo kỳ cục vậy? Chắc có đứa nào nó ganh ghét. Nó biết cô là vợ của ổng nên... Trời ơi, chị đừng có nói tầm bậy. Em với ông ấy không có quan hệ gì hết đâu chị. Tôi lộn. Ý tôi á, tôi nghĩ có đứa nào nó ăn không ngồi rồi, rồi chọc phá. Chứ chắc không có chuyện gì đâu. Dạ. Dù sao cô không bị gì là tốt rồi. Thôi, tôi về nấu cơm nghe. Dạ. Thank you.
Ông muốn tôi giết người phụ nữ đó hả? Hả? Đưa tôi có nhiêu đây mà bắt tôi phải làm chuyện đó hả? Tiền đối với tôi không thành vấn đề, nhưng tôi nghĩ anh phải dùng cách gì đó mới được. Ý ông là sao? Cô ta không đến nỗi phải chết được. Tôi muốn cô ta biến mất. Anh dùng cách gì tôi không cần biết, phải làm cho cô ta biến mất. Mày hả? Mày giỡn mặt với ông mày hả? Chẳng qua là tao thấy mày ăn mặc lịch sự, mày kêu ra bàn công việc, tao nghĩ là tao có kẹo thơm. Không ngờ gặp cái thứ đầm bàn. Mày hả? Mày coi chừng ông mày nha mày. Với cái phốt của mày ở biên hòa, say xỉn, cướp của, đánh người gây thương tích, tao mà báo cho công an, mày nghĩ họ có tin tao không? Sao? Cầm lấy số tiền này, mau giải quyết vụ này cho tao. Mày còn có vốn đi nơi khác mà sinh sống. Nhưng mà xong việc rồi được bao nhiêu? Làm tốt đi, tao sẽ thưởng gấp đôi. Phải rồi, trên đời chó chết của mình còn gì đâu để mất. Số tiền này nó sẽ giúp cho mình đổi đời. Sao giờ này bảo ở đây? Đi theo tao. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Nhờ có Bảo mà tụi mình mới ra đây được. Nè Bảo, đi theo anh làm gì? Bảo mà đi như vậy chú lo lắm đó. Mày hỏi nhiều quá. Không phải mày muốn về nhà để lo cho má mày hả? Đúng. Nhưng mà Bảo mà tự nhiên biến mất như vậy, mẹ của Bảo sẽ lo cho Bảo lắm. Thôi đừng có giỡn nữa, đi vô nhà. Mày im đi. Tao sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Bây giờ tao không có ba, cũng chẳng có má. Bà ba khùng hay sao? Mặn nói gì kỳ vậy? Đối với tao, từ lúc bà mất á, tao chẳng có ba với má nữa. Bà ba còn sốt hay sao mà nói gì kỳ vậy? Mày tính đứng đây đến bao giờ nữa? Mày không về nhà gặp má mày hả? Anh không biết bà đang tính toán cái gì, nhưng mà bây giờ tạm thời cứ đi chung với anh. Nhưng mà lúc về á, hai anh em phải cùng về nghe không? Hứa với anh đi, anh mới cho bà đi chung. Không thôi á, anh dắt hai đứa vô nhà bây giờ. Sao mày lại muốn tao ở lại?
Tao mà không ở cái nhà này nữa hả, thì ba với cái nhà này đều là của mày hết chứ gì. Bảo đi mà không nói như vậy chú lo lắm đó. Có biết tội lớn nhất của một người con là gì không? Là làm cho ba mẹ lo lắng đó. Cho nên bây giờ đi chung với anh á, về nhà mẹ anh coi như đi chơi cũng được. Nhưng mà lúc về á, hai đứa phải cùng về. Bây giờ đi nhanh, không thôi hết xe. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Làm gì đi chứ? Sao cứ ở đây hoài vậy? Sao không về nhà với mẹ mày đi? Ráng đợi thêm một chút xíu nữa nha. Bạn ấy mà biết tụi mình về, bạn ấy sẽ ra đây. Trời sắp mưa rồi. Sao mày biết? Bộ ba không để ý ngửi mùi hả? Có mùi của hơi nước, còn có mùi của gió nữa. Như vậy là trời sắp mưa rồi. Xin lỗi nha, mình về trễ. Ba của mình. Ba mình. Ba của bạn sao? Ba của mình bắt mẹ bạn đi rồi. Hả? Ông lại, tôi xin ông tha cho tôi đi. Mày là thằng nào? Mẹ ơi, con nè, mẹ ơi,
sao bây giờ? Mình phải đi báo công an nhanh lên. Mày bị làm sao vậy? Đi báo công an nhanh lên, để người ta còn giúp mình nữa chứ. Lan Anh, bạn quay lại đó, đưa ba bạn về nhà đi. Không cần lo cho mình đâu, mình tự lo được. Lan Anh yên tâm, mình không có nói cho ai biết đâu. Bộ mày bị điên hả? Nếu không đi báo công an thì làm sao có thể cứu được mẹ mày chứ? Anh tự lo được, anh sẽ tự tìm cách. Chắc chắn anh sẽ tìm được mẹ. Bác chịu khó tìm chỗ nào nghỉ đỡ đi, rồi sáng mai bác sẽ về Sài Gòn sớm. Nếu không ba mẹ của Bảo lo lắm đó. Anh không về chung với Bảo được. Khi nào tìm được mẹ anh sẽ về liền. Bảo nói giùm với chú giám đốc là anh ở đây, để chú giám đốc khỏi lo cho anh. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nguyễn, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy Nguyễn? Một mình mày không làm được gì đâu. Nguyễn, quay lại nè. Có biết tại sao thằng Nguyễn nó bỏ đi không? Dạ không, em không biết. Hình như thằng Nguyễn nó bỏ nhà đi là do nó nghe được thông tin gì đó từ má nó. Chị Dân nói với tôi là sau khi nghe xong điện thoại thì mặt nó rất là hoang mang. Nhưng mà có một cái điều nó trùng hợp là tại sao thằng Nguyễn bỏ nhà đi thì thằng Gia Bảo nó cũng mất tiêu. Anh nói sao? Dạ, Gia Bảo nó bỏ đi hả? Vì vậy bây giờ chỉ còn một cách. Chú giúp tôi chạy xuống Tây Ninh gấp, tìm bằng được hai anh em nó đưa về đây. Dạ, em hiểu rồi, em sẽ đi. Khoan đã, tôi cần lưu ý chú một chuyện. Bằng mọi giá phải đưa Hữu Nguyện và Gia Bảo về nhà càng sớm càng tốt. Chú hiểu chưa? Dạ, em hiểu. Năm giờ rưỡi có chuyến xe buýt đầu tiên đó, bạn cứ ngồi nghỉ đi. Khi nào tới giờ rồi tôi kêu. Ê, ê, khoan đã. Ở gần đây có nhà hàng nào không? Nè, bảo ăn đi. Tôi không ăn cái này đâu. Còn món khác không? Ở đây có mấy nhà hàng Nhật Bản hay Hàn Quốc nào không? Nè, bạn đi đâu vậy? Tôi đi tìm mẹ của Nguyễn. Một mình bạn á thì làm được gì chứ? Bây giờ tụi mình chỉ có một cách thôi, là đi báo công an. Thì bạn cứ ở đây đi, đừng có đi theo tôi nữa. Bộ ở đây không có chỗ ngủ hả? Gần đây có khách sạn nào hay không? Tôi nhiều tiền lắm đó,
bạn có tiền cũng không làm được gì đâu. Ở đây không có khách sạn nào hết á. Thiệt ra cũng có một cái nhà hàng gần đây, nhưng mà giờ tối quá rồi, chắc cũng đóng cửa rồi. Bạn chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là ngồi đây ăn hết tô cháo, hai là ra bến xe buýt và nhịn đói. Tôi có việc ra ngoài rồi. Chờ tôi với. Cho con hỏi, bác có thấy chiếc xe Jeep màu đen nào chạy ngang qua đây không bác? Không, không thấy con. Dạ, con cảm ơn bác. Cho con hỏi, chú có thấy chiếc xe chiếc màu đen nào chị nghe qua đây không chú? Không, chú không thấy. Thấy không anh? Chú có thấy không chú? Tôi không thấy nữa. Xe Jeep màu đen nào chạy ngang qua đây không cô? Không. Chú có thấy cô nào cao cỡ này, tóc dài dài, da trắng trắng không chú? Không thấy con ơi. Dạ, cảm ơn chú. Làm gì xe tao? Con xin lỗi chú. Cô ơi cô có thấy bạn nào cao chừng này, nhìn nhỏ nhỏ, đeo ba lô cỡ này đi ngang qua đây không cô? À không, tôi không thấy.
Con cảm ơn cô. Bảo, bạn đã tìm thấy Nguyễn với mẹ Nguyễn chưa? Nãy giờ mình chưa tìm thấy. Cô ơi, cho con hai ổ bánh mì nữa nha. Hai ổ hả con? Cô có thấy chiếc xe chiếc màu đen nào chạy ngang qua đây không cô? Không con. Đâu vậy? Con phải đi đâu để tìm mẹ đây? Ăn đi. Anh là ai? Anh nói cho tôi biết đi. Ai đã sai anh tới bắt tôi? Là vợ ông tổng giám đốc hay là ông Tài? Mấy người đó muốn bắt tôi để làm gì? Họ muốn giết tôi có đúng không? Anh nói cho tôi biết đi. Cô ăn đi. Còn lâu mới tới nơi. Ăn đi. Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Anh à, anh cũng có mẹ mà đúng không? Anh thử nghĩ đi. Nếu anh ở trong hoàn cảnh của con trai tôi thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Một đứa con nít mà nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị bắt như vậy thì nó sẽ hoảng loạn như thế nào? Tôi xin anh, xin anh thương tình mà thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả cho anh nhiều hơn số tiền mà họ đã trả cho anh. Anh nói đi, bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho anh. Bao nhiêu tôi cũng sẽ tìm cách trả lại cho anh mà. Anh làm ơn làm phước cho người mẹ tội nghiệp này được về gặp lại con trai của mình được không? Anh làm ơn đi, làm ơn. Tôi xin lỗi cô, tôi không thể nào làm những điều cô yêu cầu được. Nhưng có một điều tôi cần nói cho cô biết, là từ nay về sau cô không bao giờ gặp lại thằng nhóc đó nữa. Anh nói vậy nghĩa là sao? Tại sao tôi không được gặp con trai tôi nữa? Anh giải thích đi, anh giải thích cho tôi đi. Cô có nói gì cũng vô ích thôi. Thank you.
đất ơi, Nguyện à, sao mà con bê bối quá vậy con? Hả? Cứ bày đồ chơi ra rồi để mẹ dọn không là sao? Hả? Con là con của ai vậy hả Nguyện? Mẹ cứ la con hoài. Con là con của mẹ chứ con của ai? Mẹ xin lỗi con. Có những món đơn giản con thích ăn mà mẹ cũng không mua được, chỉ vì mẹ cứ lo chăm chăm làm việc nên lơ là với con. Không hiểu con mình đang muốn gì, cần gì. Con có buồn mẹ không? Con cho mẹ xin lỗi. Mẹ chưa làm được quá nhiều cho con, nhưng mà có một điều chắc chắn, con rất quý giá đối với mẹ. Con có biết không? Dạ, con biết. Cho dù người khác có cho mẹ thật nhiều tiền đi đổi lấy con, mẹ cũng không chịu. Trên thế gian này, con là người thân duy nhất của mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi. Con. Mẹ ơi. Con. Mẹ ơi, đừng có bỏ con mà. Mẹ ơi. Con về nhà với mẹ được không? Dạ, con biết rồi. Con không được quyền đòi về nhà. Nhưng mà không lẽ từ nay về sau con không được sống chung với mẹ nữa hả mẹ? Thiệt như vậy luôn hả mẹ? Tại sao bữa nay con nói nhiều vậy? Nếu thực sự con muốn sống chung với mẹ thì từ nay con phải nghe lời chứ, học hành cho thật tốt, vậy mới có thể trở thành người tài giỏi. Con sẽ được nhiều người kính trọng. Khi con đạt được những điều đó thì tự động mẹ con mình sẽ đoàn tụ. Từ nay trở đi cô không bao giờ gặp lại thằng nhỏ đó nữa. Nguyễn ơi, Nguyễn ơi, Lan Anh, bạn đâu rồi? Lan Anh ơi, đêm hôm khuya khoắt đi đâu một mình? Bộ không sợ ăn cướp sao? Mà người thân của mày đâu? Ê tụi bay, nhìn trên người nó ăn mặc toàn là đồ xịn không à? Áo xịn, quần xịn, ba lô cũng xịn nữa nè. Ê, bộ con nhà giàu, bỏ nhà đi bụi hả mày? Chuyện này liên quan gì tới mấy anh? Ê nhóc, sao mà vội vàng vậy? Trong túi em đem nhiều đồ xịn lắm đúng không? Mà nói cho em nghe, ra ngoài đường á, đừng có đem theo nhiều quá, coi chừng bị cướp đó. Thôi, đưa ba lô đây, anh giữ giùm cho. Anh làm gì vậy? Đi ra coi. Buông ra. Đi đây mày. Mấy anh biết ba tôi là ai không? Ba tôi là tổng giám đốc của công ty Thành Phát đó nha. Ai nhắc đến ba tôi cũng biết hết đó. Rồi sao? Ba tôi có rất là nhiều tiền và quen biết rộng rãi nữa. Ê tụi bay, bà nói ghê gớm quá tụi bay. Sợ quá à. Để anh nói cho cưng biết.
Cho dù ba của cưng là ai, không liên quan gì tới tụi anh. Em đừng có đem ba của em hù dọa tụi anh, biết chưa? Còn bây giờ á, cho dù ba của em là ông trời á, cũng không giúp được em đâu em. Làm việc tụi bay. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ ra coi. Mấy anh làm gì vậy? Cút ra. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ ra coi. Bỏ ra coi. Em không cần phải gọi cho chú Tài đâu. Anh kêu chú Tài đi Tây Ninh rồi. Khi nào tìm được hai đứa nhỏ, chú Tài sẽ về. Con đi khỏi nhà, sao em thấy anh bình tĩnh quá vậy? Anh không lo lắng cho con hả? Em thấy cách tốt nhất là phải gọi báo cho công an. Chứ sống thấp thỏm như vậy em chịu không nổi đâu. Em đừng lo quá. Nếu có tin tức gì, chú ta sẽ báo về thôi mà. Em phải tin tưởng anh ta chứ. Giờ trễ rồi, anh còn định đi đâu vậy? Anh không ngủ ở đây à? Sáng mai anh phải đi công việc sớm. Bây giờ anh xuống phòng làm việc để chuẩn bị đồ. Chính mình là người đã chọn con đường này. Cuộc hôn nhân này nó giúp đỡ con thực hiện ước mơ đó con. Ba biết là con đâu có thương cô ấy đâu, làm sao con cưới được. Nhưng mà con nói với má là ước mơ của con là mở rộng một xưởng bánh, sản xuất ra nhiều bánh để tặng cho người nghèo. Nếu con muốn điều ước đó thành sự thật á, chỉ còn một cách là con cưới con bé đó thôi. Thôi, má nói là chỉ nói vậy thôi. Tất cả tùy con quyết định. Tại má không để ý, chứ nhìn mặt cô ấy, cổ đâu có vui đâu. Không ai ép uổng gì nó hết. Chính con bé đó, nó đồng ý làm vợ của con mà. Mình đúng là một người tồi tệ mà. Cuối cùng mình đã làm cho cả hai người phụ nữ không ai được hạnh phúc hết. Qua đi, qua nhanh đi, nhanh lên. Qua nhanh lên đi. Dạ dạ dạ, qua liền qua liền. Thank you.
mình phải cố gắng sống. Mình không thể nào chết như vậy được. Nếu mà mình chết ở đây thì Nguyễn đã biết sống như thế nào. Mình phải sống. Nguyễn ơi, má con mình nhất định phải gặp nhau. Bảo, trời ơi, bạn bị sao vậy? Đưa mặt đây tôi coi cho. Đưa đây tôi coi cho. Bạn đi ra đi. Bạn muốn làm gì thì làm. Đúng là đồ nhà quê. Bộ, bạn tưởng bạn đi là tôi sợ hả? Vậy bạn đi, đi nhanh đi. Đi khuất mắt tôi đi. Bạn đúng là đồ hèn nhát. Bạn sợ chứ gì? Bạn sợ tôi thấy bạn yếu đuối đúng không? Bạn cư xử y như một đứa con nít được cưng chiều vậy đó. Bạn nói gì vậy? Bạn có im đi không? Tôi không cần bạn dạy đời tôi. Mà bạn biết gì về tôi mà bạn nói như đúng rồi vậy? Tôi biết bạn là con cưng, quen được cưng chiều. Từ đó tới giờ chắc không ai dám nói nặng hay đánh đập bạn đúng không? Bị Yuko ở ngoài đường đánh là chuyện bình thường. Bạn sống trong sung sướng quen rồi, cho nên bạn đâu có hiểu được nỗi khổ của người khác. Tôi hy vọng sau chuyện này bạn sẽ biết thông cảm với mọi người hơn. Bạn còn đứng đó làm gì nữa? Đi theo tôi. Ngon lắm. Cảm ơn bạn nha. Ăn thêm tô nữa không? Thôi, tôi no rồi. Mà nè, tôi hỏi xíu nha. Hỏi đi. Bạn với thằng Nguyễn chơi thân với nhau lâu chưa? Tôi thấy bạn có dễ quan tâm tới nó lắm. Nó có gì đặc biệt mà bạn thích nó quá vậy? Còn bạn thì sao? Sao bạn lại đi theo Nguyễn? Tại vì Nguyễn làm bạn cảm động đúng không? Tôi thấy ai ở bên Nguyễn cũng cảm thấy an toàn hết. Tôi thấy Nguyễn là một người đáng tin cậy. Tôi đâu có nghĩ như bạn. Bạn suy diễn lung tung quá à. Tôi thấy bạn bằng tuổi Nguyễn mà bạn nhìn như con nít vậy đó. Sao bạn lại nói tôi con nít hoài vậy? Bạn nói coi, tôi chỗ nào không bằng thằng Nguyễn chứ? Bạn xong thì đem tô bỏ ra thao sau nhà.
Ở đây không có ai phục vụ bạn đâu. Tôi nghĩ còn lâu lắm Nguyễn mới về. Nè, bạn đừng có đánh chống lảng. Bạn cũng đừng có nghĩ tôi thua thằng Nguyễn. Tôi mà quyết tâm á thì tôi sẽ giỏi hơn nó nhiều. Tôi được học trường lớn chứ không phải cái trường nhỏ xíu ở dưới quê như nó. Tôi muốn gì cũng đều có hết á. Cho nên thằng Nguyễn nó thua tôi tất cả mọi thứ hết á. Bạn hiểu chưa? Khi mà bạn nói ra như vậy á, là bạn đã thua Nguyễn rồi. Bạn chỉ biết dựa dẫm vào người khác thôi, chứ đâu có bản lĩnh gì đâu. Thôi bạn đi ngủ đi. Ê nè, trời sắp mưa rồi. Sao mày biết? Có mùi của hơi nước, còn có mùi của gió nữa. Tôi đi. Chuyện là hôm qua tôi đang đi tìm thằng bé này, không ngờ nó lại ở đây. Cái chuyện hôm qua thì thôi được rồi, giờ thì tôi muốn anh đừng nhắc tới chuyện này nữa. Tôi sẽ hậu tạ anh về chuyện thằng bé này. Mình đi thôi con. Ủa Bảo, vậy là từ tối hôm qua tới giờ Bảo ở đây hả? Lên xe đi, chú chở về nhà. Con không đi đâu, con phải ở đây để tìm mẹ. Chuyện đó về Sài Gòn hãy tính. Nhiệm vụ của chú ngày hôm nay là đưa hai con về nhà an toàn. Nghe lời chú lên xe đi. Còn nếu không muốn kiếm mẹ thì về nói với ông tổng giám đốc. Con phải đi tìm mẹ, con không về đâu. Con đừng có bướng, không có ích gì đâu. Con không về đó đâu. Chừng nào tìm được mẹ con sẽ về. Nếu như chú sợ bị chú giám đốc la thì chú cứ đưa Bảo về trước. Chừng nào tìm được mẹ con sẽ về. Chú nói con có nghe không? Sao con lì quá vậy? Chuyện đó về Sài Gòn hãy tính. Lên xe đi. Đi. Gia Bảo, con về rồi đó hả? Gia Bảo, thôi con có sao không? Con đi đâu vậy? Trời đất ơi, ai đánh con vậy? Hả? Con có sao không? Có đau lắm không con? Hả? Nè, còn chỗ nào nữa không? Trời, tội nghiệp con trai của má quá. Trời đất ơi, con ơi, má lo cho con quá. Nè, mày còn về đây làm gì nữa? Mày dám dụ dỗ Gia Bảo bỏ nhà đi. Tại mày mà con tao mới bị người ta đánh ra nông nổi này. Mày vừa lòng chưa? Mày nói thiệt đi, mày đã xài hết tiền rồi phải không? Cô nói tiền gì? Con không hiểu. Mày đừng có làm bộ nữa. Má của mày đang rất cần tiền, cho nên má mày xúi mày ăn cắp tiền. Rồi mày đưa hết tiền cho má mày xài rồi. Có đúng như vậy không? Hả? Không có đâu cô. Cô đừng có nghi oan cho mẹ của con. Mẹ con không bao giờ xúi con lấy tiền của người khác hết đó. Mẹ con không phải là loại người như vậy. Còn chuyện của cô bị mất tiền thì con thật sự không biết gì hết.
Từ ngày mày bước chân vô đây, cái nhà này xảy ra đủ thứ chuyện lộn xộn xui xẻo. Nhà này không có đứa nào dám làm chuyện như vậy hết. Nè, có chuyện gì mà em lớn tiếng quá vậy? Hai đứa về rồi đó hả? Rồi hai đứa ăn uống gì chưa? Sao em không nấu nướng cái gì đó cho tụi nó ăn xong đi, rồi muốn hỏi cái gì thì hỏi. Lúc nó vừa đi là em đã phát hiện ra mất tiền. Và em chắc chắn chính nó là người lấy chứ không ai vô đây hết. Em nói thiệt với anh, em chịu hết nổi nó rồi đó. Nó có xác nhận là nó lấy hay không? Nó có chịu nhận là nó lấy đâu. Chính vì vậy cho nên em mới nổi điên lên đây nè. Cô ơi, con thật sự không biết gì về số tiền đó. Con cũng không có lấy số tiền đó nữa. Làm sao mà con nhận được hả cô? Cô tin con đi cô. Con bỏ đi. Tại vì con muốn gặp mẹ của con thôi à. Nguyện nó nói đúng đó má. Không phải nó lấy đâu. Dạ, là con lấy đó. Hả? Gia Bảo? Cái gì? Con nói cái gì? Tại sao con làm như vậy? Con nói cho má nghe đi. Con cần số tiền đó để làm cái gì? Gia Bảo, con nói đi. Con cần số tiền đó để làm cái gì? Nguyện nó nói với con là nó cần tiền. Bảo, nghe ba hỏi. Nguyện nó nói với con là nó cần tiền phải không? Dạ phải. Nè Bảo, chính nó đã nói với con là mẹ nó đang bị bệnh rất nặng, nên nó cần tiền để chữa cho mẹ nó. Nó có hỏi mượn tiền con, nhưng mà con không có, nên nó xúi con lấy trộm tiền của má. Con xin lỗi má. Con xin lỗi ba. Nhìn mặt nó lúc đó rất là tội nghiệp nên con mới làm vậy. Anh nghe thấy chưa? Gia Bảo nó được dạy dỗ đàng hoàng nên nó không bao giờ dám ăn cắp đâu. Nó chỉ bị thằng Nguyện xúi giục thôi. Anh phải phạt nó thật nặng để nó chừa cái thói đó. Nguyện, con đi theo ba. Con bước lại đây đi. Ba muốn hỏi con chuyện này. Khi mà con về nhà, con có gặp được mẹ con không? Mẹ con có khỏe không? Mẹ con bị người sau bắt đi rồi. Mẹ con mất tích rồi chú ơi. Chuyện lớn như vậy, tại sao con không báo cho ba biết sớm hả? Nhưng mà con yên tâm đi con trai, ba sẽ sớm tìm được mẹ mang về cho con. Chú, chú hứa với con nha. Ba hứa với con thì ba sẽ làm. Nhưng mà con phải hứa với ba một chuyện. Chuyện gì vậy chú? Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào con ra ngoài, con cũng phải báo cho người lớn biết một tiếng, để mọi người khỏi lo lắng, con biết chưa? Dạ, con biết rồi. Dạ, từ nay con sẽ nghe theo lời của chú giám đốc. Tới khi nào tìm được mẹ của con. Thôi được rồi,
Con về phòng tắm đi rồi ra ăn cơm. Chú ơi, con hỏi một chuyện được không chú? Con hỏi chuyện gì? Sao chú không phạt con? Con nghĩ là ba sẽ phạt con, sẽ la con đúng không? Giờ bảo nói con đừng lo. Khi con cái mình nói dối thì cha mẹ sẽ nhận ra ngay. Ba biết hồi nãy con không có nói dối. Được rồi, thôi đi tắm đi. Dạ. À, có chuyện này ba quên nói với con. Bắt đầu từ tuần sau, ba sẽ đưa con xuống xí nghiệp làm bánh với ba. Ba sẽ chỉ cho con cách học làm bánh như ba đã hứa với con. Dạ, cũng cảm ơn chú. Không bị phạt chứ gì? Tao biết là sẽ như vậy mà. Ba tao sẽ không phạt mày đâu. Công nhận ba tao đối xử tốt với mày thiệt. Không chừng ba tao đang có ý đồ gì với mày. Nè, Bảo đang nói cái gì vậy? Ba của Bảo, chú ấy là một người rất là tốt. Tại thấy anh tội nghiệp nên chú mới không phạt thôi. Bảo đừng có nghĩ xấu với người khác như vậy, nhất là khi người đó là ba của mình. Mày nói mày làm anh của tao hả? Làm anh thì phải biết quan tâm, giúp đỡ em trai mình chứ. Mày mới bị có chút xíu chuyện đã nổi nóng với tao rồi, như vậy làm sao làm anh tao được? Bảo thôi cái kiểu nói chuyện đó đi. Nhờ mày mà tao rất cứu hồi nãy. Có mày cũng đỡ lắm. Thôi, tao cảm ơn mày nha. Có chuyện gì mà em lớn tiếng dữ vậy? Hai đứa về rồi đó hả? Hai đứa ăn uống gì chưa? Sao em không nấu nướng cái gì đó cho tụi nó ăn xong đi, rồi muốn hỏi cái gì thì hỏi. Ồ, bạn tưởng bạn đi là tôi sợ hả? Vậy bạn đi đi, đi nhanh đi, đi khuất mắt tôi đi. Bạn đúng là đồ hèn nhát. Khi mà bạn nói ra như vậy là bạn đã thua nguyện rồi. Bạn chỉ biết dựa dẫm cho người khác thôi, chứ đâu có bản lĩnh gì đâu. Thôi bạn đi ngủ đi. Ê nè, cái đồ nhà quê mà dám chê bai người khác. Ủa, Lan Anh, con bị làm sao vậy? Ba con đánh con nữa hả? Có phải ba con đánh con không? Cứu con, cứu con. Bây giờ ba con đang ở đâu? Ê, Lan Anh, con sao vậy? Lan Anh, con sao vậy con? Lan Anh, Lan Anh. Anh cả anh. À, mấy chú ta đang về.
Chúng tôi tới đây để mời anh về trụ sở làm việc. Gì làm việc gì? Con gái anh bị thương tích đầy mình, tay gãy bó bột, anh có biết không? Cái gì? Con Lan Anh nó dám tố cáo cha nó hả? Tôi đánh nó chết luôn á. Không cần con gái anh phải tố cáo anh đâu. Anh đánh người ta, bây giờ người ta thưa anh kìa. Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh hợp tác, mời anh về trụ sở làm việc. Mời anh. Mời anh. Làm gì vậy? Tôi có làm gì ai đâu mà làm kiểu đó. Từ từ đi chứ. Có chân có tay tôi tự đi được. Con quỷ mày về mày biết tao. Rồi. Con là Lan Anh phải không? Dạ. Cô là ai? Nghe con, cô là nhân viên bảo trợ xã hội của máy ấm Hoa Hồng trực thuộc thành phố. Hôm nay cô tới đây để cô đưa con về chỗ cô ở tạm thời. Con sẽ ở đó chờ ba con ra nha. Bây giờ cô đi lấy thuốc cho con rồi mình đi luôn có được không con? Trước khi đi, con muốn tới chỗ này. Cô ơi, cho con gửi thư. Con ghi địa chỉ đầy đủ chưa bé? Dạ rồi. Con dán tem giùm cô nha. Nè con. Dạ. Chị ơi, gửi thư đảm bảo với nhanh giùm em nha. Được rồi con. Dạ. Bây giờ mình đã rời xa Tây Ninh rồi. Vậy là thứ bảy tuần này Nguyễn không dẫn mình đi coi xưởng bánh được rồi. Nếu biết trước lần đó là lần gặp cuối cùng thì tụi mình đã chào tạm biệt nhau, giờ thì không biết khi nào mới gặp lại. Sẽ nhớ Nguyễn lắm. Tụi nhỏ của tụi mình trôi qua buồn quá. Nhưng mà khi lớn lên, nhất định tụi mình sẽ gặp lại nhau. Tới lúc đó, hy vọng là tụi mình sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Hình như trên cổ tay của người đàn ông đã bắt mẹ nguyện có hình xăm chóng chóng. Chắc chắn mà. Tôi thấy cái thằng đó nó xăm cái hình cái chóng chóng ở cánh tay trái của nó mà. Tôi thấy rõ ràng. Còn một người nữa, cái ông tới đón Gia Bảo bữa trước chính là ông đã đưa tiền cho ba mình để bắt cóc mẹ của Nguyện. Với số tiền này, anh có thể mở một tiệm tạp hóa hoặc là kinh doanh cái gì đó. Mẹ đời, không có ai cho ai không cái gì hết. Ông đưa tiền cho tôi như vậy ông muốn cái gì? Ông nói thẳng mẹ nó luôn đi. Hả? Tôi muốn anh xử lý cho tôi một người phụ nữ. Ủa, Gia Bảo, sao con lại ở đây? Trời đất, sao mà con bị bầm tím hết vậy? Người ta đánh con hả? Ai đánh con vậy? Thôi được rồi, có chú đi, con bình tĩnh đi, chú sẽ bảo vệ con mà. Như vậy nghĩa là sao? Không lẽ chính là chú Tài? À, chú trả lá thư lại cho con. Chú trả lại cho con. Chú sao chú lại đốt lá thư của con? Sợ con đưa bằng chứng cho người khác cho nên chú mới đốt lá thư của con đúng không? Như vậy người đã bắt cóc mẹ con chính là chú. Mẹ con hiện giờ đang ở đâu? Chú nói đi, mẹ con bây giờ đang ở đâu? Đáng lẽ ra mày phải hỏi mẹ của mày có còn sống hay không trước khi hỏi mẹ mày đang ở đâu. Mẹ con, chú làm gì mẹ con rồi? Chú nói đi. Mày muốn kiếm mẹ của mày đúng không? Ngoan, ngoan ngoãn nghe theo lời của tao. Có phải mày đang nghĩ ba của mày có thể giúp mày tìm mẹ của mày đúng không? Chú Đạt hứa sẽ tìm mẹ con cho con mà. Người mà biết mẹ của mày đang còn sống hay là chết là tao đi nè. Con phải làm gì? Con phải làm gì? Chú mới cho con gặp mẹ của con. Đi khỏi căn nhà này thôi. Nghe lời tao dặn, từ đây cho tới chết không bao giờ được bén mảng tới căn nhà này nữa. Rõ chưa? Mày nghe tao nói chưa? Mẹ của mày muốn sống chỉ có cách duy nhất này thôi. Chú, không sao. Tất nhiên mày có thể lựa chọn giữa Thành Đạt và mẹ của mày,
tùy vào sự lựa chọn của mày thôi. Nhưng nếu mày chọn lựa ở lại đây thì ngay lập tức mẹ của mày sẽ phải chết. Sao hả? Con làm gì mà đứng đây vậy? Dạ con... Ngày mai mới bắt đầu học làm bánh mà. Có chuyện gì muốn nói với ba sao? Dạ... Dạ không. Thôi nếu không có gì thì con về ngủ đi. Ngày mai dậy sớm 5 giờ học làm bánh, không được trễ đó nghe chưa? Dạ. Ừ. Chú ơi, còn mẹ con, chú tìm được mẹ con chưa chú? Ừ, chưa con. Nhưng mà con yên tâm đi, khi nào mà ba tìm được, ba sẽ báo cho con biết đầu tiên. Ừ. Con suy nghĩ gì mà thơ thẩn dữ vậy? Dạ không có gì. Thôi khuya rồi, đi ngủ sớm đi con, mai còn dậy sớm nữa. Dạ. À chú ơi, hồi chú làm động tác này nè chú. Chú làm gì chi vậy chú? Đó là để kiểm tra độ ẩm. Độ ẩm? Mỗi ngày trước khi nhào bột, con phải kiểm tra độ ẩm bằng cảm giác của mình. Ngày nào mà trời khô thì bánh sẽ dễ bị khô, vì bột nó khô lẹ hơn. Còn ngày nào trời ẩm ướt thì bánh cũng mềm hơn. Cho nên là mỗi ngày lượng nước cho vô nhồi bánh cũng khác nhau, tùy thuộc vào độ ẩm của mỗi ngày. Dạ con hiểu rồi. Con là một đứa bé đặc biệt, rất đặc biệt đối với ba. Thôi con, đi về ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm nữa. 5 giờ không có trễ nha chưa. Ăn đi. Thường thường á, khóc xong rồi á, là đói bụng lắm á. Dạ con cảm ơn ông, nhưng mà con ăn rồi thì ông ăn cái gì? Con ăn đi, đừng có nói nhiều. Dạ con cảm ơn ông. Là thợ làm bánh ở đây phải không ông? Sao con biết? Vậy là bánh này là ông làm luôn phải không ông? Nhưng tại sao con biết? Dạ con ngửi mùi á ông. Con nói sao? Con chỉ cần ngửi mùi là con biết hả? Dạ con ngửi mùi tốt lắm á ông. Mùi của ông với chú giống nhau lắm. Ông ơi, mấy cái thùng kia là gì vậy ông?
Có phải là bơ không ông? Con ngửi thấy mùi đó luôn hả? Dạ, nó nồng lắm mà ông. Đồ ở trong thùng đó người ta đóng chặt tới 2-3 lớp lận, người bình thường không có thể nào biết được. Con nói với ông rồi mà, mũi của con thính lắm á. Có vẻ thính thiệt. Ông ơi, cháu ông là thợ làm bánh nổi tiếng ở đây đúng không ông? Bánh ông làm ngon quá à. Thiệt không? Cảm ơn con nghe. Ông ơi, con phải đi rồi. Hả? Đi đâu giờ này? Dạ, con phải đi kiếm mẹ của con. Một mình con đi kiếm sao? Bằng cách nào? Dạ, con phải tìm cho ra được người đàn ông có cái hình xăm trong trống trên tay á. Con phải kiếm cho ra người đó trước. Nhưng mà con chỉ là một đứa nhỏ thì làm sao được? Đó là mẹ của con mà. Con là con trai thì phải nhất quyết tìm cho ra mẹ của con mới được. Con mà không làm được thì ai làm được hả ông? Mấy người mà hứa với con á toàn là nuốt lời không à. Con cảm ơn ông đã cứu con, còn cho con ăn bánh nữa. Bánh ông làm ngon lắm luôn á. Được rồi, cảm ơn hoài. À, ông ơi, cho con hỏi cái này được không ông? Chuyện gì? Mẹ con nói á, ở trên thế gian này, ở hiền thì sẽ gặp lành, người tốt nhất định sẽ thắng. Có thiệt là như vậy không ông? Ông sống lâu hơn mẹ của con mà, nên là ông biết đúng không ông? Thật sự trên đời này người tốt sẽ thắng đúng không ông? Vậy con muốn sao? Dạ, con cũng muốn giống như vậy, nhưng mà con thấy người tốt toàn không có gặp mai không à. Nhưng mà mẹ con đã nói như vậy rồi thì chắc là không có sai đâu. Đúng là như vậy đó. Chỉ cần con tin tưởng và con mong muốn thì nó sẽ đúng là như vậy đó con. Dạ, con cảm ơn ông. Mà khoan khoan, con à, tên của con là gì vậy? Dạ, tên con là Phạm Hữu Nguyện. Phạm Hữu Nguyện? Dạ, nguyện là làm tất cả mọi việc bằng hết sức của mình. Nguyện làm tất cả mọi việc bằng hết sức của mình? Dạ. Vậy con có ước nguyện nữa con sẽ làm nghề gì không? Cái đó thì con chưa có biết. Nhưng mà việc đầu tiên là con phải tìm được mẹ con trước cái đã. Ông muốn giữ con ở lại cũng không có được. Thôi thì ông chúc con sớm gặp lại mẹ con nghe. Dạ, con cảm ơn ông. Thưa ông con đi. Sao con dậy sớm vậy hả? Tối qua thức khuya lắm mà. Con đi đâu đây? Con cũng muốn học làm bánh. Con nói cái gì? Con muốn học làm bánh. Thank you.
ơi, bây giờ con phải đi tìm mẹ ở đâu? Mẹ dặn nè, lớn rồi con không được đá dầm nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Là đàn ông mình phải thật mạnh mẽ, cho dù con có gặp bất cứ chuyện gì cũng không được sợ. Sợ nó chỉ là một cảm giác thôi, nó không có thật, con hiểu không? Dạ con biết rồi. Con phải thật sự mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được cho mẹ. Mẹ ơi. Đồ ăn hại, có bộ thằng nhóc mà cũng kiếm không ra. Trời ơi, cũng tìm suốt đêm rồi chứ bộ. Từ từ cũng tìm ra nó thôi, nó trốn lẩn quẩn đâu đây nè. Tới đâu rồi? Kìa, nó kìa, chỉ nó. Chỉ nào? Nhanh lên. Cái này mày. Nhanh lên. Này, nó bên kia kìa. Lên chưa? Kìa. Mau lên. Cái này mày. Nó bị nhỏ. Cái này mày. Cái này. Đâu rồi? Ui. Mày chạy xe kiểu gì vậy mày? Con cháu dí theo cô ông xong, bây giờ nó mất tiêu luôn rồi kìa. Tại cái thằng quỷ xe đạp kìa. Tại cái gì? Giữ gì nhóc? Dạ, con xin lỗi. Trên cổ tay của người đàn ông đã bắt mẹ nguyện có hình xăm chong chóng. Chú ơi, chờ con dây. Chú ơi. Chú ơi. Ê thằng cháu, đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết hả? Xin lỗi chú. Chú ơi, đợi con. Chú ơi, đợi con với chú ơi. Chú ơi.
chở con dơi. Chú ơi, dừng xe. Chú ơi, bắt tay, bắt tay. Dừng xe, dừng xe lại. Có thằng nhỏ chạy theo xe kìa. Dừng lại đi. Bắt tay, dừng lại, lẹ đi. Trời, tội nghiệp nó quá kìa. Trời, nó té rồi kìa. Mẹ ơi, thôi Nguyễn, về đi con. Về cái gì? Đi. Chỗ mới anh chưa có quen. Sao anh ở đây làm vậy? Anh phải kiếm tiền để lo cho mẹ anh. Mẹ anh đang bị bệnh. Anh còn có mẹ để lo. Ai cũng có mẹ mà. Vậy mẹ em đâu? Mẹ em bị mấy người sau bắt đi rồi. Em không đi tìm mẹ em à? Có chứ. Em đi kiếm khắp nơi luôn á. Nhưng mà không ai thấy mẹ em ở đâu hết á. Đừng có từ bỏ hy vọng. Vì chỉ có hy vọng mới làm mình mạnh mẽ, vượt qua thử thách đó em à. Em đang làm gì vậy? Em kiểm tra coi gà ủ xong chưa. Em chỉ ngửi thôi mà em biết men ủ được hay chưa hả? Đúng rồi. Hay vậy, chỉ anh với. Nè, anh ngửi thử đi. Anh ngửi được mùi gì? Mùi gì đó anh hanh lắm. Bộ anh không ngửi được mùi thơm của men hả? Không, anh không hửa được mùi gì ngoài mùi hanh hánh chân á. Vậy là cái mũi của anh không có được thính giống như cái mũi của em rồi. Cái mũi của em á ngửi được nhiều mùi lắm luôn á. Ủa, em có khả năng hay vậy hả? Em ngửi được mùi đồ ăn nè, mùi mưa, mùi gió nữa. Ba em nói em là đứa con đặc biệt nhất của ba á. À, mà giờ này khuya rồi, sao em không để mai hả làm? Không được, em phải kiểm tra thường xuyên.
Nếu mà ham ngủ quá, để bột ủ lâu quá, bột sẽ bị chua. Nếu mà ủ chưa tới á, thì bún sẽ không được dai và trong. Ờ. Nhưng giờ này khuya rồi. Em biết chứ, ba em hay làm bánh, cũng dậy từ rất là sớm. Tại vì lúc đó đồ ấm cũng ổn định, không khí cũng trong lành nữa. Em muốn bắt chứ giống ba, làm gì từ sớm. Thằng nhỏ này đúng là thật đặc biệt. Anh đi ngủ đi, ngày mai còn có nhiều việc để làm nữa đó. Ừ. À, mà nghe anh hỏi nè. Em làm ở đây từ khuya, sáng sớm em cũng làm. Bộ em không thấy em thiệt thòi hả? Đâu có đâu, em tự nguyện mà, thiệt thòi gì chứ. Em làm vậy, cô chú có trả lương cho em không? Dạ không. Em lấy để làm gì? Bộ em không thấy họ lợi dụng em hả? Sao em không đi chỗ khác làm, kiếm tiền còn đi tìm mẹ em nữa? Cô Thanh là người cứu em mà. Mẹ em nói là người cứu mình thì mình phải trả ơn. Cho nên dù có chuyện gì em cũng không có bỏ cô chú được. Mà không lẽ em chịu ở đây suốt đời sao? Cô Thanh có hứa là sẽ dẫn em đi tìm mẹ rồi. Em tin là cô Thanh nói thiệt. Cô Thanh là người tốt. Chú qua đây giờ này làm gì vậy chú Sáu? Tình hình ở trong đó làm sao rồi? Dạ, chuyện làm bún ở bên đây thì y chang như bên mình. Ừ. Từ công đoạn, dây chuyền, cách ngâm gạo, ủ gạo y chang như vậy à? Ừ. Không khác gì trơn á. Trời ơi, tao đâu có hỏi mày cái chuyện đó. Chứ chú hỏi chuyện gì? Tao hỏi mày cái chuyện chuyện khác biệt giữa mình với nó đó, hiểu không? Khác biệt. À, hả? Đúng rồi, khác biệt là ở chỗ thằng nhóc á. Nhóc khác biệt làm sao? Nó là trợ thủ đắc lực của ông Ba Quang. Nhưng mà nó còn nhỏ mà. Nhưng nó nhỏ mà có võ đó chú. Nó giỏi lắm, mà nó có nhiều tài nữa. Nó ngửi được mùi gạo, nó còn ngửi được mùi men, mùi võ, rất là chính xác luôn đó. Bởi vậy ở đây những cọng bún làm ra dù làm bằng thủ công nhưng mà chất lượng y chang như làm công nghiệp luôn đó. Vậy à? Dạ. Mày vô đi, vô đi, mày vô đi ha. Dạ chú, về đi nha. Cái này ra ngoài phơi giùm em đi anh Trực. À, chờ anh chút. Cảm ơn anh. À, ê Nguyễn, bữa nay con về sớm sớm nha. Dì có nấu món canh chua cá lóc với là bông súng cho con ăn đó. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ. À, dì ơi. Sao con? Hôm trước con đi ngang qua cái khu nhà của ông dì á. Ông xấu quý gì á dì. À. Xong khi ông không cho con vào nữa. Cái gì? Ủa sao con? Sao kỳ á? Không cho vào là sao con? Con cũng không biết nữa. Ông nói ở bển là khu vực của ổng, ông không cho vào nữa. Ông nói luật ở đây là như vậy á. Phải vậy không vậy dì? Cái gì? Luật hả? Luật của ông nội ổng hả? Đồ thứ gì già mà vẫn còn ngang ngược. Mày đi theo tao qua bển ha. Tao hỏi mà không ra lẽ là không yên với tao đâu. Tưởng vàng về mà dễ ăn hiếp hả? Đi. Thôi ông, đi đâu vậy? Để chuyện đó tôi lo cho. Mày biết cái gì mà lo? Năn nỉ ông luôn á. Bây giờ ông ở nhà đi. Trời ơi, ông qua bển á, xong rồi chửi lộn, rồi đánh lộn nữa. Một câu nhịn chín câu lành giùm tôi. Ở nhà đã đơn chiếc rồi,
rủi á, ông đã lộn đã lạo có gì rồi á, sao tôi sống nổi? Sao tôi mệt bà quá, nói ra toàn là chủ ẻo không hả? Chị Môi có nhà không? Có, tôi ra đây. Dạ tôi nè chị. Ra rồi kìa. Dạ. Dạ em chào chị. Ủa chị Thanh, làm gì mà hôm nay rồng tới nhà tôm vậy? Dạ thì có chuyện tôi mới qua chứ. Nói chung là hơi bực mình chút. Hả? Chuyện gì làm chị bực mình vậy? Thì ông Sáu nhà chị nè, tự dưng cái cấm thằng Nguyện không cho qua bên đây giao bún. Ủa gì kỳ vậy? Hồi đó giờ á, khách hàng có ai để bán, nước sông không phạm nước giếng, tự dưng cấm thằng nhỏ làm sao chị? Ủa có chuyện đó hả chị? Dạ. Để tôi về tôi hỏi ông nhà tôi thử. Tôi xin lỗi chị nha. Dạ. Chắc bữa đó ông say xỉn quá rồi nói tầm bậy tầm bạ đó mà. Dạ thiệt tình á, là từ đó tới giờ á, gia đình hai bên của mình á không có chuyện gì xích mích hết á. Chị nói lại giùm với ảnh á, đừng có say xỉn rồi nói lung tung, đứa nhỏ nó không biết gì hết, rồi nó về nó nói lại. Tôi á là tôi ghiềm ông xã tôi dữ lắm á, chứ nếu không á ông nổi nóng ông qua đây á ông làm rần rần rồi xin chuyện đó chị. Dạ thôi tôi biết rồi chị. Dạ. Để tôi về tôi nói lại với ổng. Dạ. Tôi cảm ơn chị Thanh nhiều nha. Dạ thôi nói lại giùm tôi một tiếng nha chị. Dạ, dạ. Chào chị, chào dì về con. Dạ con chào chị. Con về. Con về đi. Mà đốt cháy lòng em mơ. Trời ơi hay quá em gái ơi. Chúc mừng chúc mừng. Tới anh đắp mộ nó cho rồi. Say giấc mộng ban đầu, yêu người tuổi mới đôi mươi. Em đang đồ đắn đo từ ngày qua phố, áo em trắng cả đường về. Giờ ta hỏi chú em mày nè, làm mà có nhiều tiền mà không có con thì cái tiền đó để làm gì? Đi nhậu giải sầu. Bậy rồi mày, bậy rồi. Cái tiền đó là để nuôi con của người ta. Mà nhiều khi nói con của người ta cơ, chứ nhiều khi không chừng là con của mình á, không? Cuộc đời này khó tin lắm. Nhiều khi con rơi con rụng ngoài đường không dám nhận, bây giờ mới dám, không? Khó tin lắm, không có giỡn đâu. Đừng tin ai chứ. Ủa? Anh ba? Muốn gì anh ba? Rồi mày thấy không? Mày thấy không? Cái thứ mà không có ăn có học á, thích ăn giật, ăn chải á, rồi lợi dụng mấy đứa nít, rồi làm giàu chứ tài cán gì đâu nè. Bề ngoài dễ thôi. Mày nói gì mày? Ê, người đàng hoàng không có động tay động chân nha. Mày mới là thằng heo. Hèn sao? Mày làm gì có quyền? Mày làm gì có quyền cấm thằng Nguyện qua đây giao bún? Ai, cái vùng đất này là vùng đất của tôi. Tôi muốn cấm tôi cấm, không làm gì tôi. Làm gì mày hả? Chết tôi rồi. Trời ơi. Trời ơi. Mau. Anh ba. Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi. Chuyện gì cũng từ từ quá em buôn bán mà anh ba. Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày mà còn cấm thằng Nguyện qua đây giao bún, không phải một cái đống này đâu nghe mày. Cho mày biết. Mày ngon lắm. Điền nè. Anh ba về cẩn thận nha anh ba. Trời ơi đau quá. Sao? Hết hồn rồi. Kiếm chuyện với anh ba hoài à. Kiếm chuyện đâu? Ông quýt kìa, ông thấy kiếm chuyện. Dạ, con đã qua đó tìm hiểu kỹ lắm rồi. Con thấy xưởng bún bên đó là người ta đông khách là do... Trời đất ơi, ông, cái chú gì sao vậy? Cái gì mà mặt mày ông bầm tím, miệng mồm máu me không vậy? Tao quýnh tôi. Ai quýnh ông? Nói tôi nghe đi. Chà bà Hoàng chứ ai? Cho kiếm chuyện cho quánh tôi. Sao mà tự nhiên ông kiếm chuyện chứ? Thì cái vụ thằng Nguyện bữa trước tôi nói giỡn,
cấm không cho nó qua giao bốn vùng này. Ai về đâu nó về nó nói cho chả hay, chả kiếm chuyện chả quánh chứ sao. Bởi vậy ta nói cái miệng hại cái thân mà. Mới hồi sáng này đó, bà Thanh với thằng Nguyễn á qua tới đây gặp mặt tôi kìa. Trời. Hai vợ chồng này quá lắm nè. Trực. Dạ. Kỳ này mày ra tay lẹ cho tao. Đây. Nè. Ra tay liền cho tao. Trời ơi. Chú Sáu ơi, chú Sáu. Làm mấy cái này ác lắm. Nếu không khéo là ở tù chết luôn đó chú Sáu. Mày làm xong đi, tao xóa hết nợ cho nhà mày luôn. Nhưng mà. Nhưng nghĩ cái gì nữa tao quyết định rồi. Mày cứ làm đi, có gì tao chịu trách nhiệm cho. Để coi vợ chồng nó cà chớn tới chừng nào nữa. Chú Sáu, chú Sáu, tiền. Cái thằng dặn mày rồi, vậy hoài. Bị gì vậy? Kệ tao. Nè, sao không thấy em lại lấy tiền mà lên đăng của mày vậy? Lại hả? Hôm nay lại nè, cái em lại nào mà qua đây lấy tiền à? Tôi xé xét, xé xét luôn vậy chưa? Anh Trực. Ủa, sao em không ăn cơm trước đi? Đợi làm gì? Em không quen ăn một mình. Ngày xưa dù em có ham chơi tới đâu, mẹ lúc nào cũng ngồi đợi bên mâm cơm hết á. Vì chỉ khi nào ngồi ăn với nhau mới cảm giác mình là người thân. Lúc đó mới được gọi là gia đình. Anh ăn đi. Em đã coi anh Như là anh trai của mình thì phải đợi anh về ăn cơm chung chứ. Cái thằng khờ này, anh nói nghe nè, rồi mai này em cũng sẽ rời xa nơi đây thôi. Em đi đâu thì anh không biết, nhưng nhớ kỹ một điều, thế gian này không phải ai cũng là người tốt đâu. Cho nên bớt thật thà một chút đi nghe chưa. Anh nói sai rồi. Mẹ em nói á, nếu như mình đối xử tốt với người khác thì cũng sẽ gặp được người khác đối xử tốt với mình. Ừ, có thể mẹ em nói thì chắc là đúng đó. Nè nhóc, sau này em kiếm được mẹ, em sẽ làm gì? Làm gì cũng được, miễn là có thể bảo vệ được cho mẹ. Sau này em sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Em có tính đi đâu tìm mẹ không? Em sẽ tìm người đàn ông có hình xăm chóm chóm trên cánh tay á. Là một tên giang hồ hả? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà là người xấu, người đã bắt cóc mẹ của em. Em có biết hắn ta ở đâu không? Em nghe dì Thanh nói hắn ta là tên tài xế trên chuyến xe chở em về đây. Vậy sao em không đi tìm hắn ta? Nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu á. Em nhớ mẹ em quá à.
Còn ba em thì sao hả nhóc? Sao ông ấy đợi em đi lang thang như vậy? Từ. Lấy ký thôi. Dạ chị lấy ký ha. Dạ, dạ rồi. Rồi cảm ơn chị. Ủa tôi ký nè cô. Dạ ký ha chị. Dạ 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 dạ. Dạ con biết rồi. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Cô ơi. Ờ trời, bưng dùng cái sàn qua đây dùng cô đi. Cảm ơn con. Cô ơi. Ủa con ăn sáng chưa? Dạ con. Gì vậy? Con có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Dạ mẹ con ở dưới quê mới điện lên báo mẹ con đang bị bệnh nặng, cho nên con muốn xin cô cho con về quê. Mẹ ơi, mẹ bệnh phải nói với cô liền chứ, có gì đâu mà sợ. Thôi đi về đi nha. À, khoan chờ con chút, để cô vô cô lấy tiền lương gửi cho con ha. Chờ con chút. Ủa sao tự nhiên anh về vậy? Mẹ anh đang bị bệnh nặng nên phải về quê thăm mẹ. Rồi anh có quay lại đây làm nữa không? Chắc chắn là anh sẽ lên, nhưng không biết lúc nào. Anh nhớ nha. Ừ. Nè con. Đây. Dạ. Nè. Nè, đây là tiền lương tháng của con. Con cầm đi. Nè. Còn phần này á là cô gửi gì cho mẹ con. Nói với mẹ con á là cô chúc mẹ con mau hết bệnh nha. Nè, cầm đi đừng có ngại ha. Con cảm ơn cô. Không có gì. Con về nghe cô. Ừ. Anh đi nha. Anh có sao không? Ừ. Cái thằng này, bộ mày không có con mắt hả mày? Mày không nhìn thấy tao hả mày? Hên là tao không gãy tay á. Anh thông cảm đi. Anh có sao không? Không. Nguyễn ơi, lẹ đi con. Dạ, dạ. Con sao vậy nè? Ờ, chị coi có giọng không? Xúc cho người ta đi. Đi ngoài đường nè. Đây, đây, đây. Mày lên. Gió quá. Trời ơi.
Chuyện gì vậy mấy bà? Chú ơi, chú dừng xe lại đi chú. Để chở người ta đi rồi nha. Nhanh đi. Chừng á, đỡ đi kìa. Thôi, nhẹ thôi. Coi chừng cái chân của bà. Có ai đi chung không? Có, tôi đi nè. Đi nha. Rồi đi nhanh đi, con ta xỉu rồi kìa. Dạ, em đi. Rồi, đi theo đi. Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Bà bị đau bụng trúng thật. Trời ơi, cái mặt mày của bà sao là xanh lét hả? Cũng may là phát hiện kịp á, đưa đi cấp cứu rồi. Tao nghe nói là mấy bữa nay á, trúng thật là do ăn bún bên mày đó. Dạ, con cảm ơn cô. Trả bún này nè. Dạ. Trả lại cho tôi đi. Trả lại lên. Sao vậy? Nè, tôi nữa nè. Từ từ chúng tôi nghe nói có người ăn bún do xưởng bà sản xuất bị trúng thực. Bây giờ hãy cho chúng tôi lấy mẫu về thử, nên cơ sở của mình tạm thời ngừng hoạt động chờ kết quả xét nghiệm của chúng tôi. Các anh làm việc. Dạ. Ôi, phải gì vậy không? Sao kỳ vậy ta? Tại sao ở trong nhà mình lại có quá chất ta? Ông làm ơn đứng yên hoặc ngồi xuống đó giùm tôi một cái đi. Đi tới lui hoài trong mặt quá. Tôi hỏi bà nè, làm sao mà đứng yên cho được? Bây giờ đi ra ngoài đường á, ai cũng nhìn với cái vẻ khinh thường vô mặt mình. Bà có biết không? Cái này lỗi á là do cái xưởng bún nhà mình. Ông làm ơn, ông im lại cho tôi suy nghĩ chút coi. Thiệt tình. Chuyện này tôi coi ông còn ngóc đầu là được hay không. Không ra coi bộ ông có chuyện gì vui vậy? Trời ơi, còn vui dài nữa. Nè, ngày mai bà kêu sắp nhỏ làm bún gấp đôi cho tôi luôn nha. À, chi vậy? Để ông ăn hả? Bậy bạ bán chứ ăn gì. Miệng ăn mắm mà muối. Ngon rồi. Chị Liễu, cho tôi hỏi thăm cái hôm bữa mấy người ăn bị đau bụng đó, họ có nói gì không chị? Trời ơi, ở đó mà nói cái gì? Người ta chửi quá trời kìa. Rồi ạ, mấy bữa rày á, chị lấy bún đâu chị bán vậy? Thì lấy bên xưởng của ông Sáu Quyết chứ đâu. Cảm ơn chị nha. Tôi về à? Đi con. Dạ thưa cô, con đi. Dạ, anh Sáu. Dạ, chào anh Sáu. Anh đi giao bún hả? Giao bún. Sao không để sắp nhỏ nhà đi giao, anh đi giao chi cho cực vậy? Trời ơi, tụi nhỏ đứa nào cũng bận ấy. Lúc này nhiều mối lắm, mình phải đi giao thôi. Dạ, thôi mình về đi con. Dạ. Nè, cái thằng nhỏ này nè, là phải nghĩ tới tương lai của nó nghe không? Cho nó qua bên tôi làm đi.
tương lai của nó còn đi lên. Ở bên đó hoài có ngày cạp đất ăn. Con nè, con nè, lúc mình khó khăn á thì đừng có chú ý lời của thiên hạ, chỉ cần mình làm việc có trách nhiệm và bằng lương tâm của mình là được, nhớ không? Dạ. Dạ. Yeah. Dạ chào anh Sáu tôi về. Ừ. Rồi sao rồi? Ở bên an toàn thực phẩm họ đã kiểm tra sao vậy? Người ta nói á, phát hiện trong bún của mình có chất chốc mốc. Ừ? Rồi bột quỳnh quang dị trỏng nữa. Trời ơi là trời, với số tiền 80 triệu đào ở đâu ra mà đóng phạt đây? Đã vậy rồi còn lo tiền cho bệnh viện nữa hả? Bây giờ giàu có bán nhà cũng phải lo trả cho người ta chứ sao giờ. Trời ơi vậy là chết rồi. Dì ơi, bộ không còn cách nào khác nữa hả dì? Thua rồi con. Cái này là người ta phát hiện từ bún của xưởng mình làm ra mà. Có cách nào cãi đâu. Mà cũng không có cách nào lo nữa. Mà trừ khi á, mình phải tìm ra được người nào á mà bỏ thuốc vô trong xưởng bún của mình á, thì qua mai mà gỡ được. Tìm cái gì mà tìm? Ở trong xưởng bún mình á toàn là người nhà không hả? Đâu có ai lạ đâu mà vô đây mà bỏ quá chất. Thì bởi vậy. Trời ơi, sao mà xui vậy? Mày làm gì vậy? Bộ thất tình hả? Làm gì cái mặt như đưa đám vậy? Ê, đang bực bội gì đúng không? Mày thấy bao cát không? Lại nó đấm đi. Mày đấm thật mạnh vô, tao bảo đảm với mày, mọi chuyện ưu phiền đều tan biến hết. Đi, nhảy lên. Lên lên. Mạnh lên. Mạnh nữa. Dùng hết sức lên. Là bún của dì Thanh đang gặp rắc rối, vậy mà em không có giúp được cái gì hết trơn á. Cảm giác cứ khó chịu sao á. Cái chuyện đó thì chuyện của người lớn mà, cứ để cho người lớn người ta giải quyết đi. Mày còn nhỏ, mày giúp cô Thanh như vậy á là tốt lắm rồi, hiểu không? Tao tin là cô Thanh làm ăn đàng hoàng thì sẽ được trời Phật thương thôi. Nè, cái bài quyền hôm bữa tao chỉ mày đó, mày còn nhớ không? Bây giờ ra giật vài đường quyền cho tao coi. Ê, bộ mày chưa ăn cơm hả? Làm cái gì mà yếu xìu vậy? Dùng sức lên. Dạ. Ê, quên bài à? Còn nhiều đó mà cũng quên nữa. Nhìn tao ra. Nhớ chưa? Làm lại đi. Ê, mấy bữa nay là bún nghỉ, sao mày không rủ thằng Trực qua chơi?
Dạ, anh nói có công chuyện cho nên về quê rồi. Lò bún đang có chuyện mà nó về quê lúc này